Cô chào tất cả các bạn học sinh. Rất vui được gặp các con trong tiết học toán ngày hôm nay. Nối tiếp các bài học trong sách toán lớp 1 ở tuần 26, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Các số có hai chữ số tiếp theo. Để bắt đầu bài học mới, các con hãy chuẩn bị sách toán trang 138-139, vở nháp và bút mực để ghi chú nha. Nội dung bài học hôm nay. Về kiến thức, các con sẽ nhận biết số lượng, đọc và viết các số từ 50 đến 69. Qua đó, hình thành kỹ năng đếm số và nhận ra thứ tự của các số từ 50 đến 69. Hai hoạt động chính của bài là giới thiệu các số từ 50 đến 69 và luyện tập. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động 1, giới thiệu các số từ 50 đến 69. Cô có 5 bó que tính, mỗi bó gồm một chục que tính. Vậy cô có 50 que tính, tương ứng với 50 que tính, viết được số 50. Thế số 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Đúng rồi, số 50 gồm 50 và không đơn vị. Cô khen các con đã ghi nhớ bài cũ thật tốt nha. Cô có 5 bó que tính, mỗi bó gồm một chục que tính. Cô lấy thêm 4 que tính nữa. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu que tính? Đúng rồi, cô có tất cả 54 que tính, viết được số 54. Trong đó chữ số 5 đứng trước, chữ số 4 đứng sau, đọc là 54 hay 54 đều được. Số 54 gồm mấy chục và mấy đơn vị? À, số 54 gồm 50, cô viết chữ số 5 ở cột chục, và 4 đơn vị, cô viết chữ số 4 ở cột đơn vị. Như vậy, số 54 gồm có hai chữ số 5 ở hàng chục và chữ số 4 ở hàng đơn vị. Các con lưu ý, khi đọc hay viết số, ta đọc và viết từ trái sang phải, đọc hàng chục trước rồi đến hàng đơn vị nha. Cô có 60 que tính, lấy thêm 1 que tính nữa. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu que tính? Đúng rồi, cô có tất cả 61 que tính, viết được số 61. Trong đó chữ số 6 đứng trước, chữ số 1 đứng sau, đọc là 61. Không đọc 61 nha các con. Số 61 gồm mấy chục và mấy đơn vị? À, số 61 gồm 60. Cô viết chữ số 6 ở cột chục và 1 đơn vị, cô viết chữ số 1 ở cột đơn vị. Cô có 60 que tính, lấy thêm 8 que tính nữa. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu que tính? Đúng rồi, cô có tất cả 68 que tính, viết được số 68. Trong đó chữ số 6 đứng trước, chữ số 8 đứng sau, đọc là 68. Số 68 gồm mấy chục và mấy đơn vị? À, số 68 gồm 60. Cô viết chữ số 6 ở cột chục và 8 đơn vị, cô viết chữ số 8 ở cột đơn vị. Các con quan sát tiếp trên màn hình. Cô có 5 bó que tính, mỗi bó gồm một chục que tính. Vậy cô có 50 que tính, tương ứng với 50 que tính, viết được số 50. Có 50 que tính, thêm 1 que tính, viết được số 51. Có 50 que tính, thêm 2 que tính, viết được số 52. Có 50 que tính, thêm 3 que tính, viết được số 53. Như vậy, mỗi lần thêm 1, ta lại viết được một số có hai chữ số mới liền sau. Bây giờ, các con hãy suy nghĩ và viết tiếp 6 số nữa vào vở nháp nha. Chúng ta cùng kiểm tra dãy số tiếp theo nào. 54, 55, 56,
57, 58, 59. Có 50 que tính, thêm 10 que tính nữa, tức là thêm 10 que tính. Ta có tất cả 60 que tính, viết được số 60, đọc là 60. Tương tự, các con quan sát tiếp trên màn hình. Cô có 6 bó que tính, mỗi bó gồm 10 que tính. Vậy cô có 60 que tính, tương ứng với 60 que tính, viết được số 60. Có 60 que tính, thêm 1 que tính, viết được số 61. Có 60 que tính, thêm 2 que tính, viết được số 62. Có 60 que tính, thêm 3 que tính, viết được số 63. Như vậy, mỗi lần thêm 1, ta lại viết được một số có 2 chữ số mới liền sau. Bây giờ, các con hãy suy nghĩ và viết tiếp 6 số nữa vào vở nháp nha. Chúng ta cùng kiểm tra dãy số tiếp theo nào. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Có 60 que tính, thêm 10 que tính nữa, tức là thêm 10 que tính. Vậy ta có tất cả 70 que tính, viết được số 70, đọc là 70. Như vậy, cô và các con vừa hình thành dãy số theo thứ tự từ 50 đến 70. Đây chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Các con hãy ghi nhớ dãy số này nha. Chúng ta cùng đếm xuôi dãy số từ bé đến lớn nào. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Chúng ta cùng đếm ngược lại dãy số từ lớn đến bé nha. 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Cô lưu ý các con về cách đọc số như sau. Số 51, 61 thì đọc là 51, 61, không đọc là 51, 61 nha. Số 54, 64 thì đọc là 54 hay 64 đều được. Số 55, 65 thì đọc là 55, 65, không đọc là 55, 65 nha các con. Kết thúc hoạt động 1, chúng ta cùng nhau thư giãn bằng những giai điệu vui tươi của bài hát tập đếm. Các con có thể đứng dậy và múa hát theo nhạc nha. Hoạt động 2, luyện tập. Bài 1, viết số. Để hoàn thành bài này, các con sẽ viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, tương ứng với cách đọc số mà đề bài đã nêu nha. 50, cô viết được số 50.
Các con hãy viết tiếp ra vở nháp các số còn lại đi nào. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Các con hãy đọc to dãy số cùng với cô nha. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Cô chúc mừng các con đã hoàn thành xong bài 1. Bài 2, viết số tương tự như bài 1. Để hoàn thành bài này, các con sẽ viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, tương ứng với cách đọc số mà đề bài đã nêu nha. 60. Cô viết được số 60. Các con hãy viết tiếp ra vở nháp các số còn lại đi nào. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Các con hãy đọc to dãy số cùng với cô nha. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Cô chúc mừng các con đã hoàn thành xong bài 2. Bài 3, viết số thích hợp vào ô trống. Đây là dãy số bắt đầu từ số 30, kết thúc ở số 69. Như vậy, các con sẽ phải vận dụng những kiến thức đã học về các số có hai chữ số để hoàn thành bài này nha. Các con hãy viết những số còn thiếu ra vở nháp đi nào. Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Số đầu tiên là số 30. Vậy số liền sau của 30 là số nào? Số liền sau của 30 là 31. Tương tự, ta có các số cần phải điền như sau. 32, 34, 35, 36, 37, 39. Số liền trước của 41 là số nào nhỉ? Đúng rồi, số liền trước của 41 là 40. Tương tự, ta có các số cần phải điền như sau. 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Như vậy, các con vừa hoàn thành xong dãy số từ 30 đến 69 rồi đó. Cô chúc mừng các con nha. Bài 4. Đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Các con hãy suy nghĩ để lựa chọn đáp án thật chính xác nha. Câu thứ nhất, 36 viết là 306, đúng hay sai? Đáp án là sai. Vậy các con có biết vì sao sai không nào? Đúng rồi. Vì 36 mà các con đã được học là số có 2 chữ số. Còn 306 là số có 3 chữ số, nên câu này là sai rồi. Câu thứ hai, 36 viết là 36, đúng hay sai? Đáp án là đúng. Đúng rồi đó các con. 36 viết là 36, trong đó chữ số 3 đứng trước, chữ số 6 đứng sau. Câu thứ 3, 54 gồm 50 và 4 đơn vị, đúng hay sai? Đáp án là đúng. Đúng rồi đó các con, 54 gồm 50 và 4 đơn vị. Cô lưu ý các con phải nhớ có từ chục và từ đơn vị nha. Câu thứ 4, 54 gồm 5 và 4, đúng hay sai? Đáp án là sai. Vậy các con có biết vì sao sai không nào? Đúng rồi, 54 phải gồm 50 và 4 đơn vị thì mới chính xác nha.
Ngoài ra còn một cách nói khác nữa, 54 gồm 50 và 4. Các con phải nhớ đấy. Qua bài học ngày hôm nay, cô có phần hướng dẫn tự học dành cho các con ở nhà như sau. Các con hãy rèn đọc, viết và đếm các số theo thứ tự từ 50 đến 70. Làm lại bài 1 trang 138, bài 2 trang 139 vào vở tự học. Các con sẽ trình bày bài vào vở theo như cách mà cô hướng dẫn ngay sau đây. Bài 1 viết số, các con sẽ chép lại đề bài vào vở theo từng cách đọc số tương ứng với mỗi dòng kẻ trong vở, rồi viết số bên cạnh nhé. Bài 2 viết số, các con cũng trình bày tương tự như bài 1 nha. Lưu ý viết chữ và số cẩn thận, sạch đẹp. Bài giảng của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Chúc các con chăm ngoan, học tốt. Cô chào tạm biệt các con.